Trong video lần trước, vì có công việc đột xuất thế nên mình đã hứa hẹn về sự thay đổi của Kiyotaka mình sẽ đề cập ở phần sau. Vì nguyên nhân đó nên đã có mấy bạn đòi hack pay kênh YouTube hay xin hẹn cái địa chỉ. Mình sợ quá suốt mấy ngày nay không ngủ được. Nên để đáp lại điều đó thì mình đã ra lò riêng hẳn một video để nói về sự thay đổi của Kiyotaka khi cậu bắt đầu gặp cây. Mong các bạn đừng hack pay kênh của mình nhé. Không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Như các bạn đã biết, Kiyotaka thuộc thế hệ thứ tư trong các thế hệ thuộc White Room. Trong thế hệ thứ tư thì những kỹ năng giao tiếp và đóng góp xã hội sẽ không được đào tạo. Khi White Room ngừng hoạt động trong vòng 1 năm, thêm sự giúp đỡ của quản gia Masuo, Kiyotaka đã nhân cơ hội trốn khỏi đó và ghi danh vào trường cao trung nâng cao. Từ đó, Kiyotaka muốn trải nghiệm cuộc sống của một học sinh bình thường. Nhưng lại với những gì cậu làm trong White Room, ví dụ như điểm phải 50 thì mới là điểm của một học sinh bình thường, hay lực nắm tay phải đạt đúng 60, vân vân. Sẽ có một vài bạn thắc mắc, việc anh Men nhà ta cố tình được 50 điểm ở mọi môn đầu vào là cố ý, vì một người bình thường khó khi nào lại có thể đạt điểm cân bằng tuyệt đối như vậy. Nếu muốn được mọi người cho rằng mình là một người bình thường, thì anh Men nên để số điểm của mình là nhiều con số khác nhau. Và mình muốn dựa vào video ngày hôm nay để giải đáp luôn, Kiyotaka đã sống trong White Room suốt 14 hay 15 năm, có thể xem là đã gần cả cuộc đời. Quanh năm chỉ có học tập và rèn luyện. Và trong White Room thì điểm số là thứ quyết định để đánh giá mọi thứ, trong đó mức điểm 50 là số điểm học sinh trung bình có thể đạt được. Kiyotaka chỉ đơn thuần là áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, làm bài kiểm tra với mức điểm 50 để vào lớp D để không trở thành trung tâm của sự chú ý. Nói ngắn gọn hơn, môi trường không bình thường trong White Room đã tạo ra một Kiyotaka không thể hiểu được thế nào là bình thường như những người khác, mới dẫn đến việc nhiều bạn đã hiểu lầm như trên. Ở anime, Kiyotaka chỉ chú ý vào mỗi Suyune, còn trong light novel thì khác, cậu còn tập trung vào các cô gái khác nữa. Chẳng hạn như cậu chàng thấy được sự áp lực của cô nàng Inogashira Kokoro khi cô ấy đang giới thiệu bản thân. Hehehe, có phải các bạn thấy không thể ngờ rằng có tên của cô nàng này ngay trong lớp D đúng không? Đối với những bạn chỉ xem anime thì mình sẽ không nhắc tới, còn với những bạn đã đọc light novel sẽ có vài bạn thấy bất ngờ. Bởi vì đất diễn của Kokoro còn nhỏ hơn một hạt cát. Bọn mình luôn tâm huyết với từng chi tiết trong bài phân tích như thế đó. Vậy thì ngần ngại gì mà không cho tụi mình một subscribe đi chứ nhỉ? Thôi mình cùng tiếp tục nha! Tiếp đó, Kiyotaka còn để ý đến cây và đánh giá cô nàng là một cô bé dễ thương. Các bạn không nghe nhầm đâu, chỉ vừa chạm mặt cây mà Kiyotaka đã xưng cô bé với cây rồi. Ngoài ra, Kiyotaka cho rằng cây có tính cách của một cô gái Garu và còn chắc chắn cây hồi sơ chung đã hẹn hò rất nhiều người đẹp trai như Hirata. Mục đích đến ngôi trường này của Kiyotaka ban đầu rất đơn thuần, trở thành một người bình thường giữa mọi người. Và đó cũng là lý do mà cậu rất để ý đến từng cử chỉ và hành động của những người xung quanh. Kiyotaka quan sát tất cả từ vẻ bề ngoài, cử chỉ, tính cách, để học một thứ mà một con người bình thường luôn có, đó là cảm xúc. Một điều mọi con người đều có nhưng cậu thì lại không. Cậu muốn học điều đó chỉ để giao tiếp với mọi người như một học sinh cao trung bình thường. Chỉ đơn giản là như thế thôi, nhưng lại không được. Sau khi nghe lời đe dọa của Chabashira Sensei ép buộc cậu phải lên được lớp A bằng mọi giá, Kiyotaka đã gạt bỏ những ý định ban đầu, trở về con người cũ. Cậu xem mọi người xung quanh mình là công cụ, chiến thắng tất cả. Và để đáp ứng điều đó, cậu cần những công cụ hữu dụng hơn và cây đã lọt trong tầm mắt của cậu. Trong tập 4 Line Dover, Kiyotaka biết được từ Hirata rằng thái độ bướng bỉnh, cộc cằn của cây chỉ là vẻ bề ngoài cô dựng lên để che giấu bản thân mình. Hirata giải thích rằng cây là nạn nhân của bạo lực học đường suốt năm học sơ chung và cũng tiết lộ nốt về mối quan hệ giả tạo giữa cậu và cây. Sau khi biết được điều đó, Kiyotaka đã sắp đặt cho Manabe và nhóm của cô ta bắt nạt cây trong một nơi cô lập với bên ngoài. Sự kiện đó đã thành công khiến cây phải ký sinh vào Kiyotaka và cậu bắt đầu sử dụng cô như một công cụ. Kiyotaka đánh giá rằng cây còn hữu dụng hơn cả Suzune. Nhưng có một chuyện không nằm trong dự tính của Kiyotaka. Anh Men nhà ta đã không ý thức được rằng cậu đã dần dần nảy sinh những cảm xúc con người từ khi cây bước vào cuộc sống của mình. Trong tập 6, khi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cây, Kiyotaka đã lưỡng lự việc có nên xóa tin nhắn đó hay không. Cũng như lúc Kiyotaka gặp cha mình, cha cậu đã nói rằng Kiyotaka đã thay đổi, rất khác với con người lúc trước. Hay lúc cậu nói chuyện với Chabashira Sensei trong tập 7, Kiyotaka đã vô thức nhếch mép cười khiến Chabashira Sensei phải để ý. Trong tập 7, Light Novel, sau khi biết cha và giáo viên đã không còn suy nghĩ đuổi học mình nữa, Kiyotaka quyết định cắt đứt mối quan hệ với cây. Vì cậu không có lý do gì để cố vươn lên lớp A.
Thế nhưng sau đó, cậu chàng đã thay đổi ý định và vẫn xem cây như một quân cờ hữu dụng. Dù nói như thế nhưng Kiyotaka vẫn thật lòng quan tâm đến cây. Một mình cậu chàng đã hạ gục bọn Kakeru khi chúng ức hiếp cô. Cây đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một đám lớp C dễ dàng bị hạ gục bởi Kiyotaka. Nhưng bất chấp sự kinh ngạc đó, cây vẫn ôm chặt Kiyotaka vì đã đến cứu mình. Còn về phía Kiyotaka thì cậu chỉ nhắc lại lời hứa của mình dành cho cô mà thôi. Đoạn này các bạn có thấy buồn cười không? Muốn học về cảm xúc nhưng cảm xúc đến thì lại muốn chối bay cho biến. Trong tập 7.5, Kiyotaka và Kay nói về việc Kay sẽ công khai chia tay với Hinata. Điều này vốn đã là kế hoạch ngay từ đầu. Kay cũng đã biết rằng mình chỉ là bị lợi dụng, nên cô nàng vẫn luôn sợ sẽ có ngày Kiyotaka không cần cô nữa. Cậu chàng lúc này cũng rất cố gắng thể hiện sự quan tâm đến cô. Mặt khác, Kiyotaka đã xem Kay là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống cao trung của mình. Cậu tin rằng Kay sẽ không gục ngã khi đối mặt với những kẻ thù áp đảo và sẽ vứt bỏ ám ảnh đã đeo bám cô suốt thời sơ chung. Kiyotaka còn khẳng định với Kay rằng trong toàn bộ ngôi trường, không có ai biết được bản chất của cậu ngoại trừ cô. Điều duy nhất có thể khiến Kay tan vỡ lúc này là Kiyotaka hẹn hò với một cô gái khác và cậu đã chọn Kay, người sẽ cùng cậu chia sẻ những vui buồn. Trong một lần, Kiyotaka đã tặng quà sinh nhật kiêng quà đáp lễ Valentine trắng cho Kay là một sợi dây chuyền có hình trái tim màu vàng với giá là 20.000 điểm, tương đương với 4 triệu Việt Nam đồng. Sẽ có mấy ông kiểu, oh wow, men đã tặng món quà đầu tiên trong cuộc đời cho một bạn nữ với giá 20.000 yên hay sao? Mà lại còn là hình trái tim nữa chứ. Men thật hào phóng. Thật ra thì Kiyotaka cũng như mấy ông thôi. Có thông minh đến mấy thì gặp mấy chuyện con gái thích gì này. IQ cũng quay về âm vô cực. Cậu đã lên một trang web có tên là Rakan Ichiba để tìm quà sinh nhật bạn nữ. Trong danh sách đó, sợi dây chuyền đứng top 1 bình chọn cao nhất, thế nên là cậu đã chọn ngay. Trái với kỳ vọng của Kiyotaka, Kay đã cho cậu một gáo nước lạnh khi đánh giá món quà chỉ 10 trên 100, mức điểm còn thấp hơn một hộp sô-cô-la mà Kay đã đánh giá 15 trên 100. Cho dù vậy, rõ ràng là Kiyotaka cũng đã khá hơn nhiều ông rồi. Ít ra người ta còn chịu tìm hiểu về quà, can đảm mà mang đi tặng cho Kay. Mình khá chắc có nhiều ông đến bây giờ vẫn chỉ em ăn cơm chưa hay đang làm gì đó thôi. Hoặc cùng lắm vẫn là câu nói đó nhưng phiên bản Pro Max. Em đã ăn riêu cua, riêu cá nhưng cho anh hỏi em ăn real love bao giờ chưa? Chán các ông lắm cơ, sang năm mới rồi chịu khó hành động đi nhá. Có một số điều mà mình cũng muốn nói thêm một chút. Kiyotaka đã từng nghe giáo viên lớp B là Hoshinomiya Chie nói về một số sự kiện nam nữ đã từng xảy ra ở trường. Kiyotaka đã rất tò mò vì sao mỗi khi nam và nữ tiếp xúc với nhau lại có thể xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ, rồi dẫn đến những hành động không nên có. Chie làm vậy vì muốn Kiyotaka bắt cặp với Honami. Từ đó cậu sẽ chuyển sang lớp B, nhưng đương nhiên là không thành rồi. Honami là leader lớp B, cô ấy có sức ảnh hưởng khá mạnh tới các lớp khác. Kiyotaka mà hẹn hò với Honami thì chắc chắn sẽ bị dòm ngó, khiến kế hoạch của cậu sẽ khó thực hiện. Trong khi đó, Kay lại là người biết rõ cậu nhất và sức ảnh hưởng chỉ trong phạm vi lớp D. Đồng thời, Kay luôn luôn hành động thay Kiyotaka, điều này là có giá trị với cậu. Trong tập 11.5, Kiyotaka đã gài cây khi cậu đi hẹn hò với Hiyori để cô nổi máu ghen. Ở phần kết, Kiyotaka đã tỏ tình với cây để chứng minh cảm xúc của mình. Nhưng trong lúc này, trái với cảm xúc hạnh phúc ngập tràn của cây mà mình có nói trong phần trước, Kiyotaka lại chỉ đang xem cây là cuốn sách về tình yêu biết đi. Trong kỳ thi đảo hoang năm 2, Kiyotaka rất cố gắng giúp cây vượt qua để không bị đuổi học. Đây là một chi tiết rất quan trọng, cho thấy được Kiyotaka đã thay đổi rất nhiều. Những lần trước cậu chỉ quan tâm bản thân làm sao có thể làm tốt, nhưng lần này cậu đã dành sự tốt đó cho Kay và điều này chứng tỏ cậu quan tâm Kay rất nhiều. Qua một thời gian, trong Light Novel tập 4.5 năm 2, trong lúc đá lưỡi với Kay, cậu đã nghĩ Kay sẽ là một mảnh ghép để cậu trải nghiệm cuộc sống cao trung. Cậu cũng biết khi tốt nghiệp, việc cậu chia tay Kay là có thể xảy ra và lúc đó có lẽ Kay đã hoàn toàn loại bỏ được ám ảnh tâm lý của mình rồi. Kay bước vào cuộc đời của Kiyotaka như một luồng gió dịu nhẹ, từ từ giúp Kiyotaka cảm nhận thế nào là cảm xúc, chậm rãi đưa cậu hoàn thành mục tiêu ban đầu mà cậu đặt ra. Mỗi người đều có một quyển sách rất quan trọng mà bản thân luôn cố gắng để gìn giữ, không ngại đọc đi đọc lại. Và cây đúng là một quyển sách như thế đối với Kiyotaka, một quyển sách yêu thích mà cậu có thể mang đi khắp mọi nơi vì trân quý. Dù ban đầu chỉ là lợi dụng những điều có sẵn trong đó, nhưng rồi rốt cuộc lại yêu thích cốt truyện lúc nào chẳng hay, kết quả là có những bài học mà chính cậu thực sự cần. Mình rất thích hai video này các bạn ạ. Ngồi chiêm nghiệm lại, hẳn mỗi người đều sẽ có những khoảnh khắc tương đồng với đôi này trong cuộc đời. Đi qua đời người sẽ có những câu chuyện, những mối tình mà ta sẽ nhớ mãi. Viết xong cảm xúc dâng trào quá, phải đi làm thơ để gửi crush ngay mới được.
Các bạn cũng đừng quên like và chia sẻ yêu thương vào mục comment cho Hady Tộc bọn mình biết nha. Cũng đừng quên cho Hady Tộc một subscribe và nhấn vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong series Chào mừng tới với lớp học đề cao thực lực nhé. Tạm biệt các bạn, bye bye. Chuyên mục quảng cáo bán hàng đú chen lớp học đề cao thực lực season 2 xin phép được bắt đầu. Để phục vụ anh em fan COTE, Hady Tộc Shop tiếp tục ra mắt sản phẩm móc chìa khóa 4 nhân vật nữ siêu siêu hot với 9 mẫu khác nhau, chất liệu mica ép hai mặt, bền bỉ với thời gian, không sợ bay màu, không sợ lột tấm dán. Anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay ủng hộ nhé. Mỗi đơn hàng của các bạn là sự ủng hộ rất lớn cho Hady Tộc về mặt tinh thần và tài chính để tiếp tục ra video hay đều đặn cho anh em mỗi ngày. Nhưng anh em hãy mua hàng khi thực sự có nhu cầu nhé, chứ đừng mua chỉ vì ủng hộ team. Cảm ơn anh em.